Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây mến chào các bạn. Trong video tiếp theo, mình chia sẻ đến với các bạn cách nấu chè khoai mỡ dẻo mềm, không bị cứng. Thường khoai mỡ mình chỉ để nấu canh, nhưng hôm nay thì Tú Lê chia sẻ đến các bạn sử dụng từ củ khoai mỡ để mình nấu ra món chè vô cùng dẻo ngon, đãi cả nhà một bữa. Hay là trong những cái tháng ngày rằm nè, đầu tháng thì mình cũng có thể nấu món chè này để cúng dâng lên ông bà thì còn gì bằng. Phần bột cho nguyên liệu để làm chè thì cũng rất là quan trọng để giúp cho chè được dẻo ngon hơn. Đầu tiên mình sẽ có ở đây là 500g khoai mỡ, gọt vỏ xong rồi. Mình quay lại cân là sử dụng 500g và 30g lá dứa để cho món chè được thơm hơn. Một muỗng cà phê muối, 3 ống vani, 150ml sữa đặc cho chè được ngon hơn. 250g bột nếp thái và 200g bột năng. Mình sử dụng hai loại bột này sẽ giúp cho chè được dẻo mềm mà không bị cứng khi mình để nguội nha. 250g đường, 600ml nước cốt dừa đậm đặc là mình dắt ra, không sử dụng thêm nước. Ngoài chợ thì người ta sẽ dắt cho mình luôn để tận dụng, mình lấy hết cái phần cốt ở trong dừa ra luôn đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần khoai mỡ này, cắt mỏng để mình đem đi luộc nha. Khoai tím thì nó sẽ cho lên một cái viên chè màu tím đẹp hơn đó các bạn. Để luộc phần khoai thì mình sẽ cho vô là 400ml nước và cho vô nửa muỗng cà phê muối nha. Sau đó thì mình sẽ nấu cho phần khoai này thật là mềm luôn. Trong khi nấu thì mình cũng trộn nó lên nha các bạn. Trên bề mặt thì mình cho ở dưới để cho nó chín đều hơn đó. Mình có thể đậy nắp lại để cho mau chín cũng được. Nấu đến khi nào mà mình thấy phần khoai thật là mềm và còn một ít nước thôi, không còn nước nhiều nha. Nước nhiều quá thì mình nhồi bột nó không có đủ bột, nó bị nhão. Cho nên là mình sẽ nấu khô lại và nó còn sền sệt như thế này. Sau đó mình sẽ cho vô cối xay thật là mịn luôn. Đi chợ thì mình có thể nhờ người bán lấy cho mình khoai ở bên trong củ thật là tím, để khi mình làm món chè nó lên màu đẹp lắm luôn các bạn. Cối mình hơi nhỏ cho nên là mình sẽ chia ra hai lần xay. Xay thật là mịn như vậy để mình nhồi bột nó dễ hơn đó. Xay xong rồi thì mình sẽ nhồi bột liền luôn nha, không có cần để cho nó nguội hay gì hết. Rất là mịn luôn các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ cho hết phần bột năng vô, mình trộn đều lên ha. Khi nấu chè thì mình sử dụng hai loại bột, bột năng và bột nếp luôn, sẽ giúp cho chè vừa mềm, dẻo mà không bị cứng nữa, dù cho mình để nguội đó. Còn nếu mình sử dụng bột năng không thì phần chè mình ăn nóng nó mới mềm, để nguội nó sẽ dễ bị cứng đó các bạn. Trộn xong rồi thì tiếp tục mình sẽ cho bột nếp cái mình rưới vô, mình trộn từ từ ha. Mới thì các bạn sẽ thấy phần bột nó hơi khô, nhưng mà mình nhồi á, đến khi mình nhồi rồi mình mới cảm nhận được là cái bột của mình nó đủ hay không. Nếu trong khi mà mình nhồi bột nó có nhão quá thì các bạn có thể thêm một ít bột năng hoặc là bột nếp đều được hết. Tại vì cũng tùy theo là mỗi loại bột khác nhau sẽ có cho ra cái độ hút nước khác nữa. Cho nên là cứ việc các bạn nhồi thấy nhão quá thì mình có thể thêm một ít bột vô. Nhồi đến khi nào khối bột của mình hòa quyện hết như thế này là được. Các bạn sẽ thấy nó rất là dẻo và mềm luôn. Nhưng mà nó sẽ không có bị dính tay ha. Nó sẽ dính ở dưới đáy thang một chút xíu nhưng mà không sao hết. Đừng có thêm quá nhiều bột thì phần bột nó sẽ dễ bị khô đó. Chỉ cần mình nắm được cái cục bột như thế này mà mình do viên được là được nha. Một viên nhỏ nhỏ như vậy tầm 20g. Nếu mà các bạn muốn lớn hơn hoặc là nhỏ hơn cũng được hết, tùy theo sở thích của mỗi người ha. Cho hết phần đường vô nồi. Tiếp đến thì mình sẽ cho vô là 800ml nước. Cái này thì mình sẽ đi nấu phần chè luôn và không cần luộc cái viên chè trước luôn á. Cho vô đây nửa muỗng cà phê muối, sau đó thì mình sẽ khuấy tan ra và bắt lên bếp nha. Nấu sôi cái phần nước đường này là được. Khi nước đường đã sôi thì mình sẽ cho tất cả viên chè lúc nãy mình đã vô viên và mình cho vô luôn nha. Phần này mình sẽ không cần luộc riêng mà mình sẽ nấu nước đường trực tiếp và cho những viên chè vô luôn. Mình sẽ cho luôn phần lá dứa vô ha. Khi mà mình cho những cái viên chè vô xong rồi á, mình lấy một cái giá hay là đôi đũa gì đó, mình khuấy nó lên. Phần này nó sẽ không có bị dính đáy nồi, cũng rất là dễ nấu các bạn.
Mình nấu phần chè này một chút á, thì nó sẽ nổi phình ở trên cái bề mặt đó. Nó nổi đều hết trơn là nó đã chín rồi đó các bạn. Tùy theo mỗi bếp khác nhau, cho nên là cái này mình chỉ cần kiểm tra bằng mắt. Thấy nó nổi ở trên, đây các bạn thấy là những cái viên chè nó sẽ bóng ra. Thì như vậy là được rồi. Sau đó mình sẽ cho hết phần nước cốt dừa vô. Tiếp đến thì mình cũng sẽ cho luôn cái phần sữa đặc vô ha. Sữa đặc và nước cốt dừa thì nó cũng sẽ làm cho cái phần nước chè của mình nó ngon hơn và béo hơn đó các bạn. Cho vô xong rồi mình chỉ cần khuấy đều lên là được và sau đó tắt bếp. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho những cái ống vani vô sẽ giúp cho cái chè của mình được thơm hơn. Mà mình sẽ không cần nấu sôi trở lại. Mình nấu sôi quá thì cái phần nước cốt dừa nó sẽ bị tách nước và không được ngon đó các bạn. Những viên chè lên màu rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cho ra chén và cùng thưởng thức thôi. Món chè này ăn rất là ngon, dẻo mềm mà không bị cứng, dù cho các bạn để nguội. Chỉ cần một củ khoai mỡ thì mình đã có ngay món chè ngon, dễ nấu tại nhà. Lên màu thì cũng rất là đẹp luôn. Khi ăn thì mình sẽ cho lên một ít đậu phộng nữa. Như vậy là mình cũng đã nấu xong món chè khoai mỡ nước cốt dừa. Chia sẻ đến các bạn từng công đoạn và chi tiết cách làm. Rất dễ ha. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây nha.